Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bây giờ phải trả nó lại cho. Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo sống hay là mọi vật chi của anh em ngươi mất mà ngươi xí được, chớ làm bộ không thấy. Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy, khá đỡ nó đứng dậy. Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ, vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đang ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu. Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu lơn nơi mái nhà. Kẻo, nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng? Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con dâm. E hết thảy, hoặc con dâm ngươi đã trồng, hay là hoa lợi của vườn nho đều thuộc về nơi thánh. Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa. Chớ mặc bằng vải pha lộn, lông chiên và gai với nhau. Ngươi phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc. Khi một người nam đã cưới vợ ăn ở cùng nàng, rồi sau lại ghét đi phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá và dèm xỉm nàng mà rằng: tôi có lấy người nữ đó, khi đã đến gần thấy không còn đồng trinh. Bây giờ cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó tại nơi cửa thành. Người cha của người gái sẽ nói cùng các trưởng lão rằng: tôi có gả con gái tôi cho người này làm vợ mà người lại ghét nó. Này, người phao những chuyện gây cho nó mất danh giá mà rằng: tôi không thấy con gái ông còn đồng trinh. Vả, này là các dấu về sự đồng trinh của con gái tôi. Rồi cha mẹ sẽ trải áo sống nàng trước mặt các trưởng lão của thành đó. Bây giờ các trưởng lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt, và bởi vì có dèm xỉm một người đồng trinh của Israel nên sẽ bắt vạ người 100 siếc lơ bạc và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người, và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến cửa thành cha nàng. Bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết, vì nàng có phạm tội gian ác tại Israel mà hành dâm trong nhà cha mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Israel là như vậy. Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành. Người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi. Chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc này giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi. Vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng, nàng có thế la lên mà không ai giải cứu. Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh chưa hứa gả bắt nàng nằm cùng mà người ta gặp tại trận, thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng 50 siếc lơ bạc,
rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào thì chẳng được phép đuổi nàng đi. Chẳng ai nên lấy vợ kế của cha mình, cũng đừng dở vạt áo của cha mình. Chương 23. Người hoạn hoặc vì ngoại thận bị dập hay là bị cắt sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng vào được. Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng hề bao giờ vào được. Bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường. Và bởi vì chúng nó có mướn Ba-la-am con trai Bê-ô ở Bê-thô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-mi đi đến rủa xả ngươi. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa xả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi. Trọn đời ngươi chớ hề cầu sự bình an hoặc sự ích lợi cho chúng nó. Chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-đôm vì là anh em mình, cũng chớ lấy làm gớm ghiếc người Ai Cập vì ngươi đã làm khách trong xứ người. Con cháu họ sinh về đời thứ 3 sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va. Khi ngươi kéo binh ra hãm đánh quân thù nghịch mình, hãy coi chừng về mọi việc ác. Ví bằng trong các ngươi có ai không được tinh sạch bởi mộng di xảy đến lúc ban đêm, thì người đó phải đi ra ngoài trại quân chớ vào. Buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn sẽ vào trại quân lại. Ngươi phải có một chỗ riêng ở ngoài trại quân, ấy là nơi ngươi phải đi ra. Phải có một cây nọc với đồ tùy thân. Khi nào muốn đi ra ngoài, hãy lấy cây nọc này mà đào, rồi khi đi phải lấp phẫn mình lại. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi và xây mặt khỏi ngươi chăng? Khi tôi tớ trốn khỏi chủ mình, chạy đến nhà ngươi, chớ nộp nó lại cho chủ. Nó sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi nào nó chọn, tức trong một thành nào của ngươi mà nó lấy làm ưa thích, chớ hà hiếp nó. Trong vòng con gái Israel, chớ có người nào chuyên sự buôn hương. Trong vòng con trai Israel, cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thế nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó, vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ đòi lời lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn, hay là về món nào, mặc dầu người ta cho vay để ăn lời. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình, để Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy. Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thì chớ trì hoãn làm cho xong, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy. Bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khác cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó. Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì có phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay rứt vé lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình. Thi Thiên 65. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa, họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi, còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình.
Chúa là sự tin cậy của các cùng tộc trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự âm âm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đổi cho năm làm mão triều. Các bước Chúa đặt ra mở, các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc. Khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Chương 51. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến gió hủy diệt dấy lên nghịch cùng Babylon, nghịch cùng những người ở trong Líp-ca-mai. Ta sẽ sai những người dân ngoại đến sàn sảy Babylon và làm điêu hao đất nó, vì đến ngày khốn nạn chúng nó sẽ đến trên Babylon khắp tư bề. Khá dương cung cự lại kẻ cầm cung và cự lại kẻ mặc áo giáp đi súng xính. Chớ chừa những lính chiến trai trẻ của Babylon, hãy diệt trọn hết cả đạo binh nó. Chúng nó sẽ bị giết, ngã xuống trong đất người canh đê và bị đâm trong các đường phố nó. Israel cùng Juda chẳng bị lìa bỏ bởi Đức Chúa Trời mình, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân. Dầu đất chúng nó đầy tội lỗi nghịch cùng đấng thánh của Israel. Hãy trốn khỏi giữa Babylon, ai nấy khá thoát mạng mình, chớ vì tội nó mà bị chết mất. Vì ấy là kỳ trả thù của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo cho nó. Babylon vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất. Các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên cuồng. Babylon thình lình bị đổ xuống và tan nát. Hãy vì nó than khóc, hãy lấy nhũ hương chữa đau đớn nó, hoặc nó được chữa lành chăng? Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Babylon, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình, vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung. Đức Giê-hô-va đã tỏ ra sự công bình chúng ta. Hãy đến, rao ra trong Si-ôn công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy chuốc tên, cầm thuẫn cho chắc. Đức Giê-hô-va đã dục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Babylon. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. Hãy dựng cờ xí đánh các tường thành Babylon, khá thêm lính giữ, đặt vọng canh, sắp quân phục. Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân cư Babylon. Hỡi thành giàu có của báo, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã chỉ mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta đông như cào cào. Chúng nó sẽ trỗi tiếng kêu la nghịch cùng ngươi. Chính Ngài là đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình dương các từng trời ra. Nghe tiếng Ngài, những nước trong các từng trời om sòm. Ngài khiến hơi nước lên từ các đầu cùng đất, khiến chớp theo mưa, từ trong kho tàng mình phát ra gió. Vậy nên, phàm người đều mê muội, lãng trí. Thợ vàng đều xấu hổ về tượng đúc của mình, vì tượng đúc nó chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong. Những thần tượng chỉ là hư không, là việc phỉnh dối. Đến ngày thăm phạt sẽ diệt mất cả.
Nhưng cơ nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như chúng nó, vì chính Ngài là đấng đã tạo nên mọi vật, còn Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngươi làm búa và khí giới đánh giặc cho ta. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước. Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa, phá tan xe và kẻ cưỡi xe. Ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông, đàn bà, già và trẻ. Ta sẽ dùng ngươi phá tan trai trẻ và gái đồng trinh. Ta sẽ dùng ngươi phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng và đôi bò nó. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các quan cai trị và các quan đề hình. Nhưng trước mắt các ngươi, ta sẽ báo cho Babylon và mọi dân cư canh đê phàm điều ác chi mà chúng nó đã làm tại Sion. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hay hủy diệt, này ta nghịch cùng ngươi, là kẻ đã phá tan cả thế gian. Ta sẽ giá tay trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vần đá, làm cho ngươi thành ra núi bị cháy. Người ta sẽ chẳng từ nơi ngươi lấy đá làm góc cùng đá làm nền nữa, nhưng ngươi sẽ là hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng cờ xí trong đất, thổi kèn trong các nước, sửa soạn các dân đánh nó. Hãy gọi những nước Ararat, Minni, Ashkena đến đánh nó. Hãy lập một quan tướng đạo binh, hãy khiến những ngựa lên như cào cào. Hãy sửa soạn các nước đánh nó, tức các vua Medi, các quan cai trị nó, các quan đề hình nó và cả đất mà những người ấy cai quản. Đất rúng động và sầu thảm vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va nghịch cùng Babylon đã đứng vững, để làm cho Babylon thành ra hoang vu, không có dân ở. Những lính chiến của Babylon thôi đánh, cứ ở trong các đồn lũy. Sức chúng nó đã kiệt, trở nên giống như đàn bà. Nhà của nó bị đốt, then gài cửa nó bị bẻ. Lính trạm gặp nhau, sứ giả đụng đầu đặng báo tin cho vua Babylon rằng thành vua ấy bị đánh lấy khắp tư bề. Đò giang bị chiếm giữ, đồng lầy bị đốt cháy bằng lửa, và những lính chiến đã hoảng hồn. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Con gái Babylon giống như sân đạp lúa đến kỳ đạp lúa, còn ít lâu nữa kỳ mùa gặt sẽ đến cho nó. Nebuchadnezzar, vua Babylon đã nuốt ta, nghiền ta, bỏ ta như bình trống không, nuốt ta như con vật lớn, lấy của ngon ta làm no bụng người, đuổi ta ra khỏi. Dân cư Sion sẽ nói rằng, nguyền sự bạo ngược đã làm cho ta và xác thịt ta xuống trên Babylon. Jerusalem sẽ nói rằng, nguyền cho huyết ta đổ trên dân cư canh đê. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đối nại việc ngươi, trả thù cho ngươi. Ta sẽ làm khô biển nó và làm cạn tắc nguồn nó. Babylon sẽ trở nên đống hư nát, hang chó rừng, trò gỡ lạ và sĩ bán, không có dân ở nữa. Chúng nó sẽ cùng nhau gầm thét như sư tử tơ, rống như sư tử con. Khi chúng nó càng nóng nảy lắm, ta sẽ dọn tiệc cho và làm cho say, hầu cho chúng nó được vui mừng và ngủ một giấc đời đời không thức dậy nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho chúng nó xuống hàng thịt như chiên con, chiên đực và dê đực vậy. Sê-sát đã bị chiếm lấy, và thành mà cả thiên hạ đều ngợi khen đã bị bắt là thế nào? Babylon đã trở nên sự hoang vu giữa các nước là thế nào? Biển lên ngập Babylon, nó bị muôn vàng luồng sóng bao bọc lấy. Các thành nó đã trở nên hoang vu, đất khô, nơi sa mạc, đất không dân ở, không con người nào đi qua. Ta sẽ đoán phạt bên trong Babylon, sẽ móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó. Các nước sẽ chẳng đổ về nó nữa, tường thành Babylon cũng sẽ siêu đổ. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi giữa nó, ai nấy khá cứu mình khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Lòng các ngươi chớ nhút nhát, chớ sợ hãi vì những tin đồn ra trong đất này. Vì năm nay một tin đồn đến, rồi sau năm khác cũng có tin đồn.
có sự bạo ngược trong đất, kẻ cai trị nghịch cùng kẻ cai trị. Vậy nên, này những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Babylon. Cả đất nó sẽ bị xấu hổ, những người bị giết sẽ ngã xuống giữa nó. Lúc đó, các tầng trời, đất và mọi vật trên đất đều cất tiếng reo vui vì Babylon, vì những kẻ hủy hại từ các miền phương Bắc ào đến trên nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Như Babylon đã làm cho kẻ bị giết của Israel ngã xuống, cũng vậy, kẻ bị giết của Babylon cũng sẽ ngã xuống trong cả đất mình. Các ngươi là kẻ đã tránh khỏi gươm, hãy đi, đừng đứng lại. Từ phương xa, hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va và tưởng tới Jerusalem. Chúng ta hổ ngươi vì sự sỉ nhục mà mình đã nghe, sự hổ thẹn đầy mặt chúng ta vì kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Babylon, cả trong đất nó, những người bị thương sẽ rên xiết. Dầu Babylon dấy lên tận trời, dầu nó làm thành rất cao cho kiên cố, ta cũng sẽ sai những kẻ hủy hại đến nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Từ Babylon dấy lên tiếng khóc than và tiếng hủy hoại lớn vang ra từ đất người canh đê. Vì Đức Giê-hô-va làm cho Babylon ra hoang vu, dứt tiếng ồn ào trong ấy. Sóng chúng nó gầm thét như nhiều nước, tiếng chúng nó vang ra. Thật, kẻ tàn hại đã ào đến trên Babylon. Những kẻ mạnh mẽ của nó bị bắt, cung chúng nó bị gãy. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hay báo trả, Ngài chắc sẽ báo trả cho. Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ làm cho say các quan trưởng, các kẻ khôn ngoan, các quan cai trị, các quan đề hình cùng những lính chiến của nó. Chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh thức nữa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Tường thành Babylon dầu rộng lắm sẽ bị đổ xuống hết, cửa nó dầu cao lắm sẽ bị lửa đốt cháy. Ấy vậy, các dân khó nhọc mà chẳng được gì, các nước làm việc cho lửa và đều mệt mỏi. Này là lời của tiên tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-ha-sê-gia, khi người đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa qua nước Babylon trong năm thứ tư đời vua ấy. Bây giờ Sê-ra-gia làm quan nội đại thần. Giê-rê-mi chép vào sách hết thảy các tai nạn phải đến cho Babylon, tức mọi lời đã được chép về Babylon. Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia rằng, khi ngươi đã đến Babylon, khá lo đọc hết những lời này. Rồi ngươi khá nói, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng sẽ hủy diệt thành này, và nơi này sẽ không ai ở nữa, từ loài người cho chí loài vật cũng không, song sẽ nên một nơi hoang vu đời đời. Khi ngươi đã đọc sách này xong, thì khá cột vào sách một cục đá mà ném xuống giữa sông Euphrat, và khá nói rằng, Babylon sẽ chìm xuống như vậy. Nó sẽ chẳng còn trỗi dậy nữa vì tai nạn mà ta sẽ giáng trên nó. Chúng nó sẽ mỏi mệt. Lời của Giê-rê-mi đến đây. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi,
những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.